Sau khi thành lập vào năm 2004, giữa bộn bề khó khăn thiếu thốn, nhưng Hồng Trang quyết tâm cải cách hành chính với mục tiêu lớn nhất là phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Điều thấy rõ là tấm lòng, sự quyết tâm từ lãnh đạo tỉnh đến xã để không còn cảnh hành là chính. Hình ảnh này là ký ức không thể quên của những người đi xây tỉnh mới. Cơ sở hạ tầng thụ hưởng từ thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ cũ, chưa từng sửa chữa nâng cấp mấy chục năm qua. Ngoài việc chạy hộ kèo chính gần 1/5 dân số, thì hồ sơ giấy tờ cần giải quyết là con số khổng lồ. Tính riêng hồ sơ cho gia đình chính sách hơn 36.000 người, hàng trăm ngàn người phải chờ đổ giấy tờ cá nhân, hộ khẩu, giấy tên tỉnh mới Hậu Giang. Đi làm giấy phải đợi chờ cả ngày, thậm chí lâu hơn, dần trở thành quen thuộc. Trong cảnh chen lấn chật chội, chuyện buồn phiền với người dân, doanh nghiệp với chính quyền là điều không thể tránh. Có quá nhiều trăn trở đặt ra cho lãnh đạo tỉnh, bởi cải cách thủ tục hành chính không phải là chuyện bức bách nhất, nhưng là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược lâu dài. Nhiệm vụ này được đặt lên vai những cán bộ ở bộ phận một cửa cấp xã. Xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hậu Giang triển khai cải cách hành chính theo hình thức một cửa. Dự án cải cách hành chính của Dương Quốc Bỉ tài trợ cho mỗi cán bộ một máy tính. Ánh sáng công nghệ giúp rút ngắn nhiều khâu. Mỗi cán bộ phải vừa học vừa làm để chạy đua với công nghệ. Trong số đó còn Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang. Vào năm 2004, ông là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hưng. Lúc đầu chúng tôi rất bỡ ngỡ, lúng túng, chưa biết làm như thế nào, làm bằng cách gì để thực hiện cơ chế một cửa. Do đó chúng tôi phải vừa học, vừa làm, vừa thay đổi cái thái độ làm việc, vừa cải tiến thủ tục hành chính để tiếp nhận giải quyết cho bà con nhanh gọn, để phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Dù không ban hành quyết sách nào riêng cho cải cách hành chính, nhưng giai đoạn 2005-2010, Hậu Giang dành hơn 1 tỷ đồng nâng cấp nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị thêm cho 7 xã thị trấn. Trước đó, dự án cải cách hành chính Dương Quốc Bỉ giai đoạn 2006-2011 tiếp tục hỗ trợ 17 xã. Qua nhiệm kỳ đầu tiên, Hậu Giang nâng 1/3 tổng số xã trong tỉnh có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cải cách hành chính. Đây là cơ sở để thực hiện cơ chế một cửa liên thông, rồi đến một cửa hiện đại theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 của chính phủ. Vốn đầu tư có thể chắc chiêu, nhưng cốt lõi vẫn là yếu tố con người. Xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, cách đây gần 30 năm. Trụ sở vừa được xây mới, nhưng hành vẫn là chính, bởi việc người dân chờ đợi chính quyền làm thủ tục thường xuyên xảy ra. Cán bộ cũng lực bất tòng tâm, vì nền hành chính chủ yếu quản lý trên giấy. Khi được hỏi về việc bản niêm yết công khai thủ tục hành chính tại xã, trong lúc bối rối, ông Lê Văn Hùng, cán bộ địa chính xã, trả lời như thế này. Có làm mà nhưng mà tại chưa ông thợ mộc không biết ông làm sao thì nó còn cái cung ông đóng ông ép rồi treo lên. Đi qua năm tháng gian khó, những cán bộ xã Hòa Mỹ càng thêm trân quý sự thông cảm của người dân với những thiếu sót của mình. Vẫn phụ trách mảng địa chính vốn dĩ phức tạp thủ tục, nhưng ông Lê Văn Hùng không còn loay hoay sắp giấy tờ mà mọi thứ nằm trong cái click chuột. Công nghệ thay sức người ở nhiều khâu. Cải cách thủ tục hành chính thì đòi hỏi người cán bộ phải có cái trách nhiệm, có cái tâm với người dân, là có nhiệm vụ là quan trọng, nên mình phải cố gắng phấn đấu, mình tự là mình đi học hỏi thêm những cái trung tâm này trung tâm kia nó có dạy đó, thì mình tự hoặc là học hỏi từ đồng nghiệp bạn bè.
những hồ sơ trước đây phải làm ở huyện thì nay được giải quyết ở xã. Thời gian rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 40 ngày. Người dân không phải ngược xuôi đến từng nơi làm giấy tờ, giúp công ăn chuyện làm thuận tiện hơn. Giai đoạn 2005-2010, trung bình mỗi năm, chỉ số cải cách hành chính Ba Index của tỉnh tăng 1,5 lần. Năm 2013, Hậu Giang xếp thứ 15 trong tổng số 63 tỉnh thành, cao nhất trong khoảng 10 năm đầu thành lập tỉnh. Năm 2010, Hậu Giang xếp thứ 8 trong tổng số 63 tỉnh thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Điểm qua những tăng trưởng vượt bậc cho thấy sự nỗ lực lớn của tỉnh nằm trong vùng trũng công nghệ như Hậu Giang. Cơ chế thông thoáng là chìa khóa để Hậu Giang mở cánh cửa thu hút đầu tư. Sau 10 năm thành lập, Hậu Giang thu hút 425 dự án, tổng vốn hơn 48.000 tỷ đồng. Trong đó có 51 dự án đầu tư nước ngoài. Dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ về khi tỉnh hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp